Bên bàn thờ nội nay để hết. Bà nội có phái quay phim đó, bà thấy không? Nội bà giờ phù hộ con kia bà nội. Giờ đang cắt được 2 tấm rưỡi rồi, bà đang thiếu đồ để nhà con có anh em nào tạo giúp gì không nội? Mày nghe gì ba mày nói không? Nghe đi một con ấy. Nghe mắt ói không? Dám một hồi bà còn xin cái labo nữa mày, giỡn à. Nghe cậu Tư đó cũng mê số lắm mà cậu Tư cho mỗi đứa một tờ thôi. Chúng được đắt đứa tờ thôi, đâu còn nhiều đâu. Nghe gì không? Đứa một tờ thôi, không còn nhiều. Tí đâu? Linh coi ngoại làm gì giờ thấy học hỏi lớn rồi để biết. Mốt một cái vợ thì sao? Bây giờ theo hỏi bà giấy làm sao nữa trước. Lên thấy bà ngoại làm để mốt lớn biết. Trời ơi, không biết nào biết cái gì hết trơn. Thấy không Tommy, mày cháu nội đó mày giỡn. Mày đi tôn nó mốt rồi mà đi theo bà nội. Mày cháu nội giỡn, mày giỡn hơn tôi Yến Thư. Giỡn đâu. Mà con lấy ly con có rồi, đi rủ lấy nước rồi. Rượu trà gót đủ không ơi. Cháu nội đâu mà giỡn quá. Đi tôn kỳ quá. Cái nội tôn tới ngủ hiểu giường nó, cái nó sợ ma quá. Cái nó mày cho ông nội mày ăn. Sao đây ba cây. Hả? Sao đây ba cây. Ừ, nghe cũng được rồi. Nè, con á, lấy nghe nghe thấp, đứa con trai thấp mấy bàn thờ. Kêu thường lên, lớn rồi mấy người phải biết. Đó rồi lại gái, ông bà nội cho con học giỏi. Thương rồi. Mỗi bàn thờ một cây. Tí là phải lớn rồi con. Con năm nay lớp 12 rồi. Bắt đầu là trưởng thành rồi đó. Mặt lúc nó tươi vui lên, chị thấy không? Chửi ghét cái mặt hãm tài quá. Nó cười tươi lên, đàn ông thanh niên sáng lên. Giống chú Quốc gì đó. Trời ơi, hồi nãy ai cũng xin một tờ hết trơn á, bà ngồi đây bà mất phần rồi. Hồi nãy bà Năm nói xin một tờ rồi. Có xin chưa, xin chưa? Cho tiền thêm. Cho gì vậy? Mà bà ấy cho con, mà bà ấy, con khổ quá mà bà ấy. Gan hợp cho. Mở có hũ vàng này con lấy không? Con khổ quá mà sao mà không cho con gì hết vậy mẹ? Có nước mà cháo cho mẹ cái này. Chứ mẹ mẹ nói mẹ có hủ